Chào mừng các bạn đến với lớp tóc sơ tại shop.com. Tôi là Đăng Thi. Hôm nay tại shop chúng ta sẽ tham khảo một trong những mẫu HP rất là đẹp thời trang, đó là HP Spectre. Mới nhất, một trong những mẫu gần đây 2018-2019 được đánh giá rất là cao. Trước mặt chúng ta là chiếc laptop HP Spectre 13 này. Các bạn có thể nhìn thấy những đường nét màu gold rất là đẹp. Cái logo mới của HP đã được thay đổi. Tất cả những gì tinh tú nhất cho một chiếc laptop là đây. Những đường viền màu vàng. Chiếc máy nổi trội vì máy rất là mỏng. Chúng ta có thể thấy độ mỏng của máy như một tờ giấy. Có thể so sánh chiếc laptop này với lại MacBook Air, nó có độ mỏng cũng gần tương tự. Nhưng với cái màu này thì những ai là doanh nhân sẽ thích thú hơn. Hiện tại trong máy đang sử dụng là Core i7. Nó sẽ đạt được cái hiệu quả làm việc rất là tốt. Và trước mắt chúng ta sẽ tham khảo về mặt ngoài, mặt trong, rồi các tính năng của máy. Chiếc laptop này là một trong những mẫu cảm ứng rất đẹp, với màn hình gương tràn viền toàn bộ, nó tạo cho những cái đường nét cho máy có trở nên tràn đầy hơn. Điểm nổi trội nhất là cái khung bản lề toàn bộ màu gold rất là sang. Dù rằng máy mỏng nhưng mà khung viền bo máy là một toàn bộ bằng thép, giúp cho máy rất là cứng cáp. Bên dưới chúng ta thấy bàn phím được viền một những cái sợi gold màu vàng rất là đẹp. Chúng ta sẽ tham khảo thêm những cái cổng phía trước. Hoàn toàn ba mặt của máy đều không có cổng nào cả, đó là điều rất là hay. Vậy loa sẽ được nằm ở hai bên chỗ này. Đây là power ha. Tất cả những cổng của máy nằm ở phía sau toàn bộ. Chúng ta thấy ở đây có 3 cổng USB-C rất là hay, và một cổng headphone micro chung bên đây. Thế là hết. Đây cũng là một cái cổng đuôi sạc cho máy luôn. Đây là một trong những mẫu đã cải tân tiến rất là mới, đưa cả cái USB-C vào hành đuôi sạc nguồn cho máy. Và đối với những ai là một doanh nhân thì tôi nghĩ đây là chiếc laptop rất đáng để có trong tay, với mức giá là 26.390.000 vào thời điểm này. Core i7 thế hệ thứ 6, RAM 8GB và ổ cứng 256 với màn hình Full HD. Chúng ta sẽ thử xem một ít về một đoạn phim, xem hình ảnh của máy. Nói rằng chiếc máy nó mang lại cái cảm giác rất là tinh tế và thời trang. Chúng ta sẽ thử với màn hình 4K xem máy sẽ phản ứng với hình ảnh như thế nào. Tôi có một người bạn kế bên, đó là một chiếc robot. Robot này là một dạng robot trí tuệ nhân tạo mới nhất thế giới hiện nay, đến từ Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ xem về clip. Tôi sẽ tăng ánh sáng lên tí xíu nè. Máy có đèn bàn phím này. Ánh sáng. Có thấy cái này cho nó ánh sáng. Máy có màn hình phải là rất là chuẩn và sáng. Hiện tại trong máy đang sử dụng một loại chip U, cho nên là máy nó rất là mát. Chúng ta sẽ xem kỹ. Core i7-6500U, 2GB, 2GB 6, RAM 8GB, SSD 256GB, màn hình Full HD. Sẽ cảm nhận nhé.
nó rằng Mai có một cảm nhận rất là doanh nhân, đúng không nào? Từ những đường nét cạnh bên đến những cái màu sắc của chiếc máy, nó làm cho bắt lên một cái vẻ đẹp gì đó mà khó có thể nào mà cảm nhận được. Dĩ nhiên là với mức giá 26 triệu hơn và rất là xứng đáng. Trong máy này được đánh giá cao về cái chất lượng âm thanh vì hãng HP đang kết hợp với hãng Panen Olufsen, từ gọi tắt là PNO. Nó là một trong những hãng âm thanh rất là nổi tiếng của thế giới, nên là khi chúng ta thử nghiệm trải nghiệm ở cảm giác nghe loa sẽ có cái mức độ âm thanh rất là chuẩn. Chiếc laptop này có thời lượng pin rất là lâu, nó có thể cầm từ 3 đến 6 giờ. Chúng ta không cần phải lo lắng khi chúng ta bước ra ngoài. Tương đồng với mẫu laptop HP Spectrim 13 này, chúng ta có những chiếc laptop có phân khúc cũng 12-13 inch với mức giá nó vừa phải hơn. Ví dụ như cạnh bên chúng ta, chiếc laptop này là dòng nhập khẩu từ Hoa Kỳ, Style, với tên gọi là Dell Latitude Air 7250. Chiếc laptop này có thêm là màn hình cảm ứng với cấu hình hiện tại là Core i7 với nhiều cấu hình là RAM 4GB hoặc là RAM 8GB, ổ cứng thông thường là SSD 256, khá là chuẩn. Màn hình cũng là Full HD, chúng ta cũng có thể trải nghiệm rất là nhiều cái giải trí nếu như chúng ta sử dụng chiếc laptop này. Điều đặc biệt là máy này có thể ngửa ra đến 180 độ như thế này, cho nên rất là thuận lợi để chúng ta có thể có được một trong những cái góc nhìn tốt. Chúng ta có thể nhìn ở các cái cạnh khác nhau. Với chiếc laptop này thì chỉ mức giá khoảng tầm 11 triệu là bạn có thể có được chiếc laptop Core i7 như thế này. Và với khoảng tầm 9 triệu trở lên thì bạn có thể có được chiếc Core i5. Tương đồng với những mẫu này thì chúng ta, ví dụ chúng ta cũng có thể có thêm những mẫu 12 inch, 11 inch như là MacBook Air 11 như thế này. Với mức giá từ 13 triệu đến 16 triệu, bạn có thể chọn cho mình chiếc laptop đến từ Apple với hệ điều hành OS. Chúng ta vẫn có thể sử dụng hệ điều hành Windows song song nếu chúng ta chưa quen thuộc. Với mức giá dao động khoảng từ 13 triệu đến 16 triệu, nó tùy theo cái phiên bản nhé. Vừa qua các bạn đã tham khảo vài mẫu, trong đó là chú trọng chúng tôi muốn nói về dòng HP Spectrim. Mẫu này hiện tại đang rất không có ở Việt Nam, rất hiếm có, không có bán ở các siêu thị. Đây là một dòng thuộc chuẩn của châu Âu và Hoa Kỳ, sử dụng rất là phổ, giới hạn cho giới doanh nhân, nên chúng tôi cũng chỉ có với số lượng rất là ít. Các bạn có thể đến trực tiếp tại shop 617 đường 3 tháng 2 phường 8 quận 10 Hồ Chí Minh để tham khảo chiếc laptop như thế này. Ở tại đây chúng ta có hơn tới 500 mẫu laptop Style và hơn 500 mẫu laptop chính hãng. Các bạn có thể tham khảo cũng như là đến từ các cái hãng khác như là ThinkPad hay là Asus, Acer, Sony, hoặc là những mẫu cao cấp hơn đến từ XPS hay là Alienware đều có. Nếu như các bạn cần một sự hỗ trợ tư vấn nào thêm, các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua hotline 0903344188 và 0908115124. Tôi rất là mong muốn cho các bạn có thể có một trải nghiệm và chọn lựa cho mình một chiếc laptop thật sự chất lượng, thật sự bền bỉ. Bạn có thể mua ở một nơi khác cũng được, từ người quen cũng được, miễn sao các bạn nên phải chọn thật kỹ về cái chất lượng của nơi bán, cũng như là những nơi phải có chế độ bảo hành hoàn hảo, có nơi trung tâm bảo hành đàng hoàng, giúp cho các bạn sử dụng tốt chiếc máy tính chúng ta mua sau này. Vì chúng ta bỏ khoản tiền, dù rằng ai cũng vất vả làm việc, dù rằng vài triệu hay là vài chục triệu đều như nhau. Vừa qua chúng ta đã tham khảo như vậy. Cảm ơn các bạn đã tham khảo chương trình của Laptop Style. I'm looking for 8 gig. Okay, you can